Vâng, để tiếp nối chương trình ca nhạc ngày nay, xin mời anh Lê Tuấn thể hiện một ca khúc Vòng Chân Được Vươn Lên, Tình Cha. Xin mọi người cùng thưởng thức ạ. Vâng, cũng như theo anh em chúng ta biết rằng anh Tuấn đang công tác ở đường B10. Hiện tại là anh Tuấn đang có một vợ và hai con, sinh sống và làm việc tại đường B10. Anh Tuấn đang một chủ trong trang trại tại đường B10, đang là một chủ trang trại và chuyên cung cấp rau sạch cho tất cả anh em bà con tại khu vực vệ sinh chúng ta nhé. Tình chăm mong như vòng thay, ngọt ngào dấu nước cho đời. Khắp đời vì không gian nào, ân tình đồng soi nhiều, chân lối cha già thương. Còn nhớ mãi những ngày tháng, kỷ niệm lắm nào khó phai trong. Đời hoài thôi cứ dây theo, trong khổ anh đến trong ngõ. Người và con ai nhớ những